Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chế độ cộng sản sẽ còn tồn tại bao lâu ở Việt Nam. Nói sức khỏe của hệ thống chính trị hay sự bền vững của thể chế là những ngôn từ có vẻ hàn lâm học thuật, nhưng ngụ ý chính của nó theo ngôn ngữ dân gian thì chính là câu hỏi chế độ này bao lâu thì sẽ sụp đổ và nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào. Đó là mối quan tâm đặc biệt của rất nhiều người Việt Nam hiện nay, nhưng vẫn chưa ai có lời giải thích cụ thể cho câu hỏi này. Đây là hình ảnh nhân dịp 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàng đầu thứ hai từ trái qua tái xuất hiện ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hôm 1 tháng 9 với dáng vẻ mệt mỏi và giọng nói hơi đứt quãng, di chuyển chập chững với đôi mắt luôn nhìn xuống chân vì sợ ngã, thân người lắc lư khi di chuyển như chiếc thuyền chòng chành. Việt Nam vừa kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh, với truyền thông nước này nêu ra nhiều thông điệp khác nhau, nhấn mạnh đến sự ổn định chính trị. Có ý kiến nói về bài học bất biến ứng vạn biến, không cần thay đổi cơ bản về thể chế, kiên định chủ nghĩa xã hội để phát triển và đảm bảo chế độ vẫn vững mạnh. Các báo khác thì đặt điểm nhấn vào đoàn kết và đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên trên hết. Cùng lúc, theo một số nhà quan sát, thì hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang gặp thách thức về câu hỏi mô hình thể chế cũ kỹ, vững vàng bên ngoài, nhưng bên trong đã gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Và đài BBC tại London đã ghi nhận ý kiến của 4 nhà bình luận từ Việt Nam và hải ngoại. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Viện Chính sách Công ở Hà Nội nói rằng, chế độ tiêu biểu ở Trung Quốc và Việt Nam thực ra có một sức sống rất là dẻo dai, nhưng lý do rất đơn giản, đó là nó duy trì một sự chuyên chế mà thường là trấn áp và bạo lực, khiến cho mọi người rất là sợ phải tuân thủ. Thứ hai nữa là nó cũng linh hoạt. Sau 30 năm đổi mới, nó luôn áp dụng những chính sách người ta gọi là sai sửa, tức là sai thì sửa và được thích nghi với tình hình mỗi khi mà bị dồn nén đến chân tường. Ví dụ như là đói kém hoặc là khi có những tình huống cấp bách. Sử gia Lê Văn Sinh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thì nói như sau. Mới trải qua 75 năm tồn tại, chế độ Việt Nam hiện thời đã lâm vào tình trạng bất ổn khi đánh giá sức khỏe của chế độ. Một số người trong giới lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận ra chế độ bị lỗi hệ thống. Đó là cách nói ẩn dụ, thay vì chỉ ra rằng một cuộc đổi mới chính trị bị trì hoãn đã dẫn tới tình trạng hiện nay. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua của Việt Nam nói chuyện tại khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh. Nhà văn Võ Thị Hào đang ở tại Đức thì bình luận như sau. Tôi xin dùng hình tượng để nói chế độ hiện nay thể hiện đúng sức khỏe của một ông lão dưới 80 tuổi mặc bộ đồ com lê Trung Quốc, đi giày Tây, có song song hai quốc tịch Việt Nam và quốc ngoại như ship chẳng hạn, để nếu có biến gì thì sẵn sàng thoát đi thật nhanh, để lại sau lưng mọi hậu quả. Chế độ sau 75 năm quốc khánh, nay mang nhiều bệnh nan y, nhưng lại chối từ mọi chữa trị. Trái lại, đã sẵn sàng cầm dao súng đánh đuổi, bỏ tù các bác sĩ, đưa ra kết quả chuẩn bệnh và thuốc thang cứu mạng cho thể chế này. Còn ông Trần Tiến Đức, cựu vụ trưởng tại Hà Nội thì chia sẻ, kỷ niệm ngày độc lập, theo thiền ý của tôi, chế độ này vẫn còn đang vững vàng, chưa có gì đe dọa sự tồn vong của chế độ này. Tuy nó gặp khá nhiều khó khăn và thách thức, kể cả về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, thách thức lớn nhất là thể chế chính trị chưa được đổi mới, cho sự đổi mới về mặt kinh tế, chưa phù hợp với xu thế của thời đại đổi mới về kinh tế. Nước Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường từ năm 1986. Nếu nói một cách hình tượng, cái áo thể chế hiện nay đã quá chật đối với một nền kinh tế thị trường đang phát triển và cần phát triển. Còn về đối ngoại thì Việt Nam nằm sát một ông láng giềng khổng lồ mạnh về kinh tế và quân sự, lại có nhiều tham vọng lớn về quyền lực, về lãnh thổ, luôn không từ mọi thủ đoạn nào để phá hoại, để gây rối và có nhiều hành vi xâm phạm chủ quyền đối với nước Việt Nam. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 26 của Trung Quốc trong một sự kiện duyệt binh tại Bắc Kinh. Mới đây, Trung Quốc đã phóng hai quả tên lửa tầm trung ra Biển Đông vào sáng ngày 26 tháng 8 năm 2020 nhằm gửi thông điệp cảnh cáo Mỹ và cũng khẳng định vị thế vượt trội về tiềm năng quân sự ở châu Á. Một tên lửa được xác định thuộc mẫu Đông Phong 26B phóng từ tỉnh Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc. Tên lửa còn lại thuộc mẫu Đông Phong 21D được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói như sau. Theo tôi, chế độ này đang ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ tự nhiên sinh lão bệnh tử. Xét cho cùng, sức khỏe của một thể chế cũng không khác gì so với sức khỏe của một con người. Liên Xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu
là một ví dụ sinh động. Một loạt các nước Mỹ Latin cũng đã rơi vào tình trạng đó. Câu chuyện của Việt Nam hiện nay liên quan cả đến đối nội và đối ngoại. Một cơ thể già nua tất sẽ sinh nhiều bệnh tật. Về các ưu khuyết điểm chính của mô hình thể chế hiện nay tại Việt Nam được câu hỏi cũng được đặt ra. Nhà văn Võ Thư Hào nói rằng, tôi cho rằng chế độ hiện nay có khả năng ứng phó và triệt tiêu đối lập để nắm quyền lực tuyệt đối, biết biến hệ thống quyền lực thành hệ thống kiếm tiền bằng quyền lực neo giữ những nô bộc trung thành. Đảng Cộng sản và các cá nhân trong hệ thống chính trị ban đầu là quyền lực tách biệt với kinh tế, nay đã trở thành một tập đoàn tham nhũng và lợi ích nhóm có được từ quyền lực vẫn mang danh nghĩa xã hội chủ nghĩa. Và người dân dưới chế độ thời gian đầu dù rất nghèo và chiến tranh nhưng còn được hưởng giáo dục và y tế miễn phí, nhưng về sau Đảng Cộng sản và nhà nước ngày một tỏ ra chối từ hoặc suy giảm trách nhiệm điều hành phúc lợi và thuế để lo an sinh xã hội cho dân, mặc cho dân phải hết sức chật vật, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, giàu nghèo quá cách biệt. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện trên mạng xã hội sau sự kiện VTV của Đài Truyền hình Việt Nam miệt thị gánh hàng rong của người dân là ký sinh trùng. Ngược lại, cư dân mạng chỉ đích danh các đảng viên Đảng Cộng sản mới chính là ký sinh trùng của chế độ và của đất nước. Nữ đạo sĩ Song Chi đưa ra một nhận định rằng có nhiều con đường để đi nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cương quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất. Với bề dày 75 năm cầm quyền trên miền Bắc và 45 năm độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn không bao giờ muốn thay đổi vì như thế là từ bỏ quyền lực. Vấn đề là 95-96 triệu người dân sẽ chịu đựng tới bao giờ? Đạo diễn Song Chi cũng nêu ý kiến của mình như vậy. Chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại được bao lâu nữa? Đó là điều mà nhiều người quan tâm và cũng là tựa đề một bài viết của báo Đàn Chim Việt với những phân tích như sau. Chế độ Cộng sản Việt Nam đã thuần hóa được dân tộc sau hơn 45 năm cai trị cả nước bằng chủ nghĩa độc tài, toàn trị. Do bị tuyên truyền, nhồi sọ, không được phép suy nghĩ, có tư tưởng độc lập ngay từ lúc mới chào đời. Đa số người dân, kể cả thành phần trí thức, có học, sống theo sự điều khiển, giật dây của chế độ một cách vô thức. Số đông nhân dân đã nhận thức được sự toàn trị, gian ác của Cộng sản, nhưng vì an nguy bản thân, gia đình cũng đành im lặng, sống qua ngày, hoặc tệ hại hơn là a dua theo để hưởng lợi. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam với khoảng 4,5 triệu đảng viên gồm quân đội, công an, nhân viên chính quyền, dân phòng, dư luận viên cùng với thân nhân, gia đình những kẻ ăn theo, giai cấp trung lưu, buôn bán, phỏng đoán tổng cộng có thể lên đến 20 triệu người hoặc hơn. Lực lượng này chắc chắn không hoặc chưa muốn thay đổi chế độ khi họ vẫn còn có thể kiếm ăn, làm giàu trong tình trạng hiện tại, cho dù nhiều người trong họ cũng thấy được sự bất bình và chịu nhiều chèn ép, áp bức trong cuộc sống. Đây là hình ảnh tranh cổ động của ngành công an treo giữa thủ đô Hà Nội với câu công an, nhân dân chỉ còn biết còn đảng, còn mình. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Việt Nam nằm sát bên cạnh Trung Quốc, một đất nước với hơn 1,4 tỷ người, lúc nào cũng muốn áp đặt ách đô hộ lên Việt Nam. Họ tìm đủ mọi cách để buộc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải lệ thuộc hoàn toàn vào họ. Như vậy, tương quan lực lượng là 20 trên 74 triệu trên tổng dân số là 94 triệu người, tức là gần 1 chống 4. Tuy nhiên, phe chế độ, dù là thiểu số nhưng mạnh hơn về vũ khí, trang bị, liên kết, chặt chẽ hơn với nhau về quyền lợi, lại được lãnh đạo rõ ràng. Phe của người dân dù đông hơn gần 4 lần nhưng vũ khí chỉ là lòng căm thù, thiếu hẳn sự đoàn kết của một tổ chức chặt chẽ, đủ lớn mạnh để đối phó với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cuộc cách mạng lật đổ thể chế và chế độ Cộng sản Việt Nam từ những cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng trăm ngàn người ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ khó xảy ra. Từ những nhận định kể trên cho thấy rằng chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ sụp đổ khi một trong các dự đoán sau đây trở thành hiện thực. Thứ nhất là biến động quốc tế ở Biển Đông đẩy hai nước Mỹ và Trung Quốc do xung đột về kinh tế vừa là thù vừa là bạn vào một cuộc chiến tranh quý ước kéo theo các nước Nhật, Nam Hàn, Úc, Đài Loan, Việt Nam vào tham chiến. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó bắt buộc phải chọn đứng về một phía theo Trung Quốc hoặc Mỹ. Dù đứng về phía nào thì chế độ Cộng sản cũng sụp đổ. Đây là hình ảnh trong một phát biểu về tình hình Biển Đông vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói, những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn thân thiết, ai là người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta. Từ sau sự kiện bãi thư chính vào năm 2019 đến nay thì chỉ có Hoa Kỳ là lên tiếng mạnh mẽ nhất ủng hộ Việt Nam. Và điều thứ hai có thể khiến Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, đó là sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam xảy ra mạnh mẽ, dữ dội, nhanh chóng hơn khi tài nguyên đất nước cạn kiệt, không còn gì để bán.
ngân sách trống rỗng, không còn tiền trả lương cho công an, quân đội, dân phòng, dư luận viên. Đất nước tan hoang vì các dự án phá hoại môi trường nằm trong âm mưu của Trung Quốc trong giai đoạn cuối đang được ồ ạt triển khai. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo trung và cao cấp của chế độ sẽ tháo chạy. Và khi chiếc bánh tài nguyên đất nước càng ngày càng nhỏ, số người ăn cùng lúc càng đông, các lãnh đạo cộng sản mới lên sau bắt buộc phải tranh giành, tìm cách cướp lại những gì của người đi trước đã tham nhũng, hối lộ, rút ruột công cơ trình trong mấy chục năm qua. Đó cũng là lý do giới tư sản trung lưu hiện đang bị dòm ngó tài sản, nay mai chắc chắn sẽ bị hỏi tội. Bằng chứng đầu tiên là vụ đánh thuế hồi tố các doanh nghiệp buôn bán xe hơi với những xe bán sau ngày 1 tháng 7 năm 2016. Và điều thứ ba khiến Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sụp đổ, đó là khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phân hóa và sụp đổ do sự tranh giành quyền lực, thanh toán lẫn nhau giữa các lãnh đạo cấp cao nhất. Khi đó, chế độ của Cộng sản Việt Nam tức khắc tự tan vỡ vì mất chỗ dựa về kinh tế và chính trị. Biến loạn xã hội sẽ xảy ra, máu sẽ đổ, công an, quân đội sẽ giã ngũ, một cơn đau khổ và mất niềm tin tột cùng dẫn đến một thể chế dân chủ tự do mới ra đời. Đó là dự báo của trang Đàn Chim Việt, viết từ cuối tháng 1 năm 2017, nhưng có vẻ như kịch bản này đang từng bước xảy ra cùng với những diễn biến ở Việt Nam và trên toàn thế giới, phát ra từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán và những biến động mới từ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật, Úc và Tây Âu, cũng như những thay đổi cơ bản liên quan đến thế trận trên Biển Đông và từ Hồng Kông đến Đài Loan, Ấn Độ. Và chúng ta hãy chờ xem bao giờ sẽ đến ngày Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020 với bản tin Chế độ Cộng sản sẽ còn tồn tại bao lâu ở Việt Nam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.